cái viên ăn tận đây bán thì cái cà chua ở trái
kê cẩn nàng áo rút rê cây rồi bọc kê thá rút rê cây rồi bọc kê bằng tình tư viên thằng trai với sổ phồn câu chia cà chụp mình chẳng bên đây lọ nè kê bố chia ra tái kê bố chia đòi viên thằng tình này kê bọc thuốc đấy kê viên thằng tình này bọc kê tiền kê vô thuốc của ô vô cửa bố chia thuốc nít kê đăng thăm mình bán đôi của ông tê con tê sớm cứ chỉ cứ đương cờ ôm mà giảng đây bọn chúng này thà xây lăng con thô anh lo tờ sớm chỉ cứ đương cờ ôm cho anh chàng đối với nét cả bố chia thuốc mười tám để mình phân cờ ôm nít cứ tầm nán ta bọn thà khi ông ta được xa sờ là hăng cái này miên tập từ đây là ok anh ấy tốt xong là hốt cái ông cơ tiên cái ông nên cơ nào vậy thì chia tầm nán thà thế thì ở tập dùng đất công an thầm ấy chia thòm mà đá giúp ngôn đất mô bị khoát tuần lử cả ná trô tập tích về tới lử giang nam mít không khăn nít cả ná khoát bảnh nha về tới tay ngôn đất để cho nên cơ tích cứ đồng nàng thôi bảnh thì đọc nhìn đây có kế chắc đọc đôi khi cân sư dựng đọc đồng bày thầy vô lấy vô lấy vô thầm mấy cử tí bay xe sạc hôi trở nên bị sạc chê thạc tai dưới cơ thì xong chấm cứ gồm lại xong cập hàng bè căn cất tên ý mình cơ xong mê thằng lùm lực lô tệ hay có một mến chia thua được cái xà mai sang cốt xong này đài vì chỉ hương mũi tay từ lái cho đọc bóng chất tạc cả hấp ở đây chất tạc cả hấp ở đây nữa bê từ lộp chan thấy còn cứ để còn tức luôn con đặt lại luôn còn toàn liên bóng như dùng một hộp chân tới lại như là dùng vì sao bỏ lộp chân con đã được lực ha xung lộp chan liên bóng về để xe xong lên tư còn tới cuộc chân mình em bỏ được hộp bất bộ lộp mình liếc nó tầm đại lắm chết ạ xong khăn cứ lộp liếc chân mà tầm lại má mà tôi chia sẻ nhà về chân lấy mà lộp hàng chết chứ chưa mà mình nói cứ cần là chia sẻ nhà thật mà lê hở bạch xong của bạn ở đây sầm khán cứ lê hả hai vợ xong mấy lâu ói viên câu tiếng tiếp rút mà lúc đấy lâu cần ói cứ miền bây giờ trẻ có ói ở thấy sạch nhiên bỏ lúc ói ở thấy cháu ói ở thấy cho được một kiểu phụ con đấy đó nhận thông được ra một nét ói ở thấy đấy nhận thông nó ngoặc ở bước khi tì hoa bọc hãy nẹ cro cầm sắp tu được quật nói ở đây té sách sau do bà hàng đi ở nói màu đi ca nạ ói vấn đề tự nhận cho nó mô cũng ra luôn nó qua đấy ói thầy ở thầy nàng chỉ bây giờ chạy tay nhận cho không mà ra mấy bạn của ông mình nói ói mong tí ca ói tứ vì chúng ta phải chụp một trang của họ ôi bay mà cha màu với nhà tôi là ôi robot sờ bọc đầy vừa lên con tự nhiên nhôm từ qua đến trong ba là tức tay mà cao luôn ôi lên chọn mình qua thế nếu trong này mình qua thế nhiệt nhôm thì bị sao chuẩn tiêu chuẩn tiêu là phải mở nát ha ôi chuẩn tiêu rồi tôi lại mặc cái tức tay học thì dân cứ thích mơ dân tự ông lưu rộp rồi từ lá tự khuyên thực tay mà cao quá thì lộn quá ơ thà vừa tôi sẽ mở tình mềm ấy bọn tôi kỳ điểm trong còn lọ đấy khai người ta cầm cái kỳ điểm trong mấy thế để nó lộ điểm trong đó con tay có trong bàn thì lộn ở khơi thần lộn nó về hay kịp tâm á kịp tâm ông xa thì chia nó một chút mơ mà thế chứ mà ông tịch này thì cho cái kẻ khôn của mong kế đó nó vô chặt kế nên cho cái hò lắm rồi đấy đây nè hai đấy mang khi bỏ mình ôi ôi hình chấm mình trông tâm nói ôi khéo có kêu ôi bán tiếp
ឲ្យកៅអីនឹងបានទៀតយល់ទេគាត់ថាម៉េចអត់តាមយល់ទេតាមយល់ទេណែណែញាតិញោមចាំបានកំណត់គុំគួរទេដែលឮលោកទេថាកាលណាញាតិញោមប្រើអ្នកមានគុណឬក៏ប្រើអ្នកមានសិលគួរជាវាមិនដែរយល់ទេមិនគេចង់ឲ្យលោកប្រើនេះហ្នឹងយ៉ាងទៅប៉ុន្តែការវត្តគឺគួរចាត់ចែងឲ្យមានដែរមិនថាពីនេះអញ្ចឹងឲ្យវាខ្សោះទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេគណៈកម្មការយោវត្តអីរៀបចំទៅអញ្ចឹងណាយល់ទេពួកគ្នាទៅវិញថ្ងៃទៅទិញទឹកណាព្រះវាមិនហត់វាមិនជុំហេវមែនទេតែអញ្ចឹងត្រូវគណៈកម្មការគ្នាវត្តឲ្យធ្វើទៅមិនបាច់លោកធ្វើទេយល់អត់មែនយើងចាត់ចែងទៅទៅណាឯងដល់ខ្លះក៏ដើរទៅអួតចឹងគាត់ថាទៅមើលរកលោកស្មើស្មើលោកតែងតែឯងទៅទឹកដូងផងអីផងខ្វះហ្នឹងនេះឯងដែលបងសម្ដែងថាលៀបភេនិងលៀបភឹងនៃជីកិនសន្តិការយោលៀបតិចតិយោលៀបធំតែដល់គេស្ទូចត្រីអត់ស្ទូចត្រីដាក់នុយប៉ុណ្ណាដាក់នុយគាត់នេះចិត្តស្ដែងស្ទូចតែមែនទេដល់ពេលស្ទូចមកវិញបានប៉ុណ្ណាវាមានលំអៀងនិយាយតែចូលលោកដែរទៅតិចទទួលទៅអ្នកសាច់សសទេឃើញអ្នកស្រែអ្នកកំសត់ទៅនោះប្រងើយជាអាណាទៀតណាស់យើងមើលដល់បេះដូងនោះតើជាភាពល្អគិតឬក៏តេកគុំដើម្បីស្អីហ៎ហ្នឹងហើយមិនឃើញឡានទៅអីនោះអញយល់អញយល់ហើយឃើញគ្នាតែខ្មៅខ្មៅទៅនោះធ្វើហីយល់យល់ឡាអញ្ចឹងស្អីក៏វាអាស្រ័យលើចិត្តរបស់យើងហេតុនេះបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យអោយអ្នកកំសត់ពីគ្រូឲ្យដល់អ្នកកំសត់គឺឲ្យតែចិត្តនេះថាយើងអត់មានទៀមទាស្អីពីអ្នកកំសត់មកវិញទេមែនទេនឹងក៏សំឲ្យអត់អីទេអូវាយើងបច្ចេកឲ្យគាត់ក៏មិនអីពីគួរគាត់បម្រើស្រាប់ហើយមានចាំបានបាននេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យអោយគឺពាក្យប៉ុននឹងផ្លូវចិត្តនេះវាមិនកើតបានហើយដល់បើនឹងធម្មសម្ញធម្មតាមានទីពឹងធម្មតាព្រះអង្គនឹងឲ្យអោយដោយសារអីដោយសារញាតិញោមមកគឺត្រូវទទួលអំណោយធัวធัวសំខាន់ណាស់តែដល់តែយើងយករបស់មកដាក់ទីខាងមុខមករងអានទេដោយសាររបស់សោះញាតិញោមអត់ស្គាល់តម្លៃខាងមុខសោះនឹងវាមានតម្លៃខុសពីក៏ខុសចិត្តមិនទេអមិសកបបដិសង្ខារៈហើយនឹងធម្មបដិសង្ខារៈបើសិននេះដែលល្អបំផុតគឺធម្មបដិសង្ខារៈយល់ទេយល់ទេយល់ទេណែណែតាមមកទៅនោះមកទៀតទី4អ្នកកុំសិល8គូហេបាតកម្មអត់អឺមានអង្គទីឆ្លើយបងហ៎ទេផ្នែកឆ្លើយបានតែបានបងណែផ្នែកឆ្លើយបានឆ្លើយទៅឲ្យគេឆ្លោះសួរប្រាប់ដល់លោកសំទេនោះបែរធ្វើអ្នកសំសំ8តែផ្នែកឆ្លើយក៏មានប៉ះពាល់ដល់កណៈបណ្ណានេះគេសួរថាតើលោកសំគួរធ្វើបាតកម្មអត់ចម្លើយគឺគួរនិងមិនគួរធ្វើបាននិងមិនធ្វើបានអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងដែរមិនតែបានទេតាមក្រែពាក្យថាបាតកម្មឲ្យស្ដាប់កម្មនេះប្រែថាអំពើគឺអ្នកដែលសុខតាលោកសំធ្វើនយោបាយបានមកស្មាតថាបាននឹងមិនបានទេដូចកាលនេះគេហៅថានយោបាយពាក្យដើមនយៈនិងឧបាយឧបាយគឺជាវិធីសាស្ត្រពន្យល់នៃនឹងគឺជាអត្តន័យឬក៏គោលដៅគោលការណ៍ដែលយើងចង់និយាយយល់
cái sa mạc sa mạc cứ chưa công phu để thôi để dùng lại đôi khi mà công công để còn vô lại nhận dùng dùng đến từ mà công công để thôi để dùng lại để dùng lại thua hiểu không nè nè cơ bản hả vì gì sao tại dương ao tiện hay để dùng lại nó chỉ sẽ bởi dương thôi dùng lại ao bắc à nó dùng lại bắc còn đây còn dùng lại thua anh dùng lại thua hiểu lẽ cho nên ba cực cảm, chân ban kỳ ba cực cảm thì phải bị hận xá nên ác hận xả. Tresama samput có lọt thu ba cực cảm này, Tresaribut có lọt thu ba cực cảm này, có song thu mai Tres có lọt thu ba cực cảm, còn ba cực cảm núp bên đây thả mệnh, sma nâng bịa thả bận ba, ba lượng đưa người sẽ làm. Ba tóc, ba thá, bổng nón, rứa có sửa nấu cổ. Ba tóc đó, đôi chìa ba tóc căng bị dạy tàn. Chất bổng nón là thừa bấy môi hát là ba tóc. Nên là đôi bổng nón vào đây thì nó có ba tóc kiệm là đẹp. Cứ đồng náo, bổng nón được máu tí đi, rứa có thừa tí nông. Trên sai chúng ta, sơ mai muối nơi bên đại loạn chỉ tập quân cả là liếc sự khả năng cả là chỉ trang chuẩn bị của sát na phụ đi cơn trận này hai mấy ban chỉ liếc sự khả năng cả chuẩn bị của quốc sát na trả cái cơn tham mò bị đại loạn chỉ tập quân đã bị hỏng rồi nhớ và trước cái non kia đi lôi kia ban sở tự tin đấy chót thì mười loạn chỉ tập quân nó sâu về chia mà sang hai bên này tập về thổi ban vật kiện cho môi chế tập quân rồi đi chia sẻ sự đồng kê họ và sàn đo lên tên một thô của đô la trai khô cái chiêu chân tới ban bảo thật sẽ đó ban được họ làm tới là không cả để tất cả không nên nơi cho môi này đừng sợ thế cho ban bảo ông cao bị họ xong nói tới sự đồng cố trẻ hà đi chia thang xôn cùng hạ nhé nói sát na không thể vượt qua trọn thì chẳng nô, hiểu lấy? Chân càng từ nữa nhé, cứ từ ba từ càng thôi, cứ từ bằng ba xuống nô cổ, hiểu lấy? Nên này, phần tay bồi dương vô kiện ba từ càng mà lâu được bao nhiêu, chịu được được mấy chứ nhé? Sẽ chân ta là việc đây chỉ mình là o, chân nhé, bồi dương sai dương ấy dương đỡ, việc tôi chưa, nên này. Bắt đầu lúc tới lúc tới sân hồng của tới bà xóm tế hiện tôi cho cha tôi xong bánh bà thế lúc tới tôi đi ập trên chùa cái lúc chùa nó cao du ập trên lúc mòn tụi mình bệnh nhân chút của tôi ấy xin sân hồng kể được đấy đó là chẳng có ông cao kê sợi bọn ngôn của liên tập hiện hay nhá cứ tự sửa lông cô xôn cùng ai thôi thì chẳng đúng chứ tiền ba tất cả một chết chết khơi cơ đi chết khơi không ai muốn dân tự sửa lông cô tự bằng ba xôn cùng ai cơ đi chết khơi thì chẳng xôn mà đó là tự làm xin thơ nên ba con tất cả một chết cùng ai dân tự sẽ chết được lắm nên dân khả năng tự xôn cả kìm nói một mình mà nhưng sẽ cứ nhận xong tiền nhưng tôi xôn cùng bằng ba chứ cái mắt của bên mắt chẳng may to xu về mùi kì mệt lắm đây này nhớ chưa cái này tiếp tiền bắt cái này thì ai thì dính vừa tam nữa bây giờ đây bắt rồi ngô cả liên năm liên tới lại màu bên hoặc tiền thợ lục ập trên chùa này đó là phần là ngay là tầm mình nớt bọn tư của này mà là bọn tư vừa nãy tôi thay được toàn mà nếu bọn tư lại có được tu được bọn từ ba con sinh đây thua tới ban quạt đại lũ đại ao từ người cường đó nhé và đi chiến đấu thôi chỉ quạt bọc bị khọt này hạ thời đây chỉ cả ràng ăn bị không có cho người ba kia tập quân nó được quạt chứ nhưng mà vẫn tìm ăn từ căn nhà đẹp không nhớ đấy ăn bên đây đẹp không thì nhẹ nhàng có thôi bán kẹt thôi đấy đó mấy ban dân tư cùng non tha dần đây dần nước mong tí dương khơi thay quyền chân được ăn xong dương tội được bó dương từ sông bên bá
Yol nè. Tay yol nè kè chlun tê. Yol? Bà kè pro mô bên mạo. Yol nè. Yol nè. Yol nè. Yol nè. Yol nè. Yol nè. Nè nè. Cứ cực bàn bàn. Má nè kìa cực bàn bàn. Nè nè. Bàn nè ngay. Tân khả đa kê khai rụp hiếp thì các bà tạc cam nâng. Ôi vì câu chuyện thông cái câu chiêu xây xây đàn này tiết nè. Nên cái đường bỏ kê bà nè. Bờ thì dùng ở đây trân tập kê bà tạc cam. Sma nâng kê khá tư sổn đồng cổ. Cổ xong. Kê khá xong mấy câu phải chia đi. Cổ xong. Đo thì bỏ. Giờ nè. Ở bây giờ dùng trong bàn tôi cà kê thì dùng trong bàn chê. Thế kê bỏ là nâng thương mạnh. Đường bỏ kê. Mẹ nè. Mẹ nè. Dớ. Dớ. Tại vật tư đòi hân xa anh kìm hàm bà tạc cánh hàm cốc bà càm. Cốc bà tạc cánh bà tạc cao bà tạc khâm cao bà cục cực bây tư xây xây anh em bà tạc cánh bè. Thế nên là cốc bà càm. Dớ lẽ. Nên là cơ bà tạc cánh bà anh hai tế. Lúc cũng tư xa nè. Dớ. Mà nè. Mà nè. Tích nhẹ xa mà hàm 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 bởi vô cơ sắp nào ở chọn cũng chẳng vô kiện mà mặt mặt tôi từng dậy vô lẽ vô bởi vô nói mong vô mong vô mà mong từ cơ mặt lại tiên cơ mặt lại tiên ក្រុមគំចាត់គ្រូស្គីក្រុមសំណួរនេះមិនមែនចំពោះតែគុំគំខ្ញុំដាក់ឡានគំចាត់និយាយទៅគាត់មកសាប់ទូទៅគេសួរថាមានគេមកសួរថាហេតុអ្វីក៏អ្នកឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាមកព្រះហេតុអ្វីបានអ្នកឯងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាមកព្រះគេសួរចាស់ហើយ ทำไมบ่อัดดังปานกุมจังบ่ตะแต่มันฝ่ายด้วยกันนะฝ่ายด้วยมาอกุมจังบ่เปรตนั้นเปรตแน่แต่ไอ้บ้านบ่เป็นพุทธศาสนานั่นน่ะไอ้ฝ่ายบ่ด้วยก็ไปซ้อมมั้ยไปฝ่ายด้วยแต่อาตมานั้นบ่ได้ยอมใส่คือต้องตะเนี่ยกันมันอ๋อฝ่ายด้วยก็ไปตรุไม่บ้านบ่กัน ไม่มาหมกกันไม่ไปเชื่อถ้าไม่มาหมกกันเชื่อคนศาสนาบนป่าก็ได้ไม่ได้ก็จะได้ก่อนจักก่อนไอ้เนี่ยคือของอ้อมเนาะอันนี้ขโมยใส่นั้นกะสลายเตะตั้งนึกรู้ตะกี้สนับก็ดึกตะกี้ชูมาให้โหมงโหมชูมาโหได้ไปเลยให้จังไงเพิ่นไอ้ว่าเรานี่จกใส่ใหม่อ่ะ Facebook. Nè, chân mặt 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 ก็ครับครับแล้วยังแนวนี้มนุษย์ยังได้อักคุณตัวของគ្នាครูฝึกมือคนឯងยอมนะมะเนี่ยมะเนี่ยสํารับมือตกគ្នាตัวไว้ទៅมาនិយាយมาគ្នាตัวไว้ទៅมาสู้ทําเนี่ยให้คลายเรื่องสิกเนี่ยครอบบ่ครูឯងอ่ะนี่ยังสมัยเด็กบ่บ่บ่ปากคนឯងติอดซึมมือครอบคนឯងก็ต้องดาวไว้ติคือโจจักแต่มือเอา ຈັ່ງໃດເຄີຍມີຕະໄວຍະມາຄາຕະການບໍ່ເລີຍແມ່ນເດແມ່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນກົມຈາເອລະຍົກຖ້າມີບົນລູກມາສູ່ໄດ້ລູກສະກົດຕື່ມຽດໃດອັນໃດເດກົມຈາກະນາສົມກະອີ່ຊັ້ນເອໂຕຂ້ອຍກະນາພັບຊື່ເອທີ່ທ່ານແຈ້ຖ້າໄປນາໄມ້ເວຖ້າໄມ້ເອຍຶດເປັນສລັບໃຫ້ຍົກຕື່ຖອຍແຈ້ງ ai lúc nó cung là nắng tê, lúc hạch bám lúc, nhưng mà nó chết nó lo vì nè,
បាទចេះទេយកលោកទៅហែខ្មោចដល់បាទមែនបើត្រឹមទៅសូធោះអីចឹងបាទតាមលើឧទាហរណ៍មួយដូចព្រៀនសន្ទូចម្នាក់គាត់នឹងអត់ដែរអត់ដែរប្រព័ន្ធធ្វើកសាលអីទេលោកនិមន្តបិណ្ឌបាទអុកទាំងចលាចលាគាត់ដែរអត់ទេដល់តែពេលលោកជិតស្លាប់ព្រះរហន្តមួយអង្គលោកដឹងថ្ងៃនេះគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដល់អញ្ចឹងលោកទៅឈោមុខផ្ទះទៅឈោមុខផ្ទះប្រពន្ធប្រាប់លោកប្ដីមានពីខកមកមកឈោមុខផ្ទះទៀតចិត្តមកហើយហ្នឹងនៅកន្លែងទៀតគាត់ឲ្យលោកទៅទៅសួរលោកមកលោកមកទៅអីបើបងបាត់បាត់ហើយបាត់ឲ្យចូលចិត្តស្លាប់ហើយហ្នឹងតែបានទៅសួរបានស្រាប់ថាលោកចាស់ហើយអត់មានអីដាក់បាទទេបានលោកថាអាស្មាមិនមកបាត់បានទេស្មាមកមើលអបាសក់ឬតែឈើហើយបានមកប្រាប់ប្តីវិញអត់ទេលោកអត់មានមកបាត់ទេថាមកមើលពុកវាឯងតើមកលោកចិត្តល្អមែនតែឲ្យបាយស៊ីផងទៅមកមើលឯងទៀតឃើញទេអើមកមើលឲ្យចូលមកដល់តែចូលមកលោកបាក់ទឿនមនីលបាសក់អ្នកប្រឹងប្រែងអស់មួយជីវិតហើយតែទីបំផុតអ្នកកលេសមើលអ្នកមានតែបាបនៅក្នុងខ្លួនអ្នកសម្រាប់សត្វអស់ច្រើនណាស់ដូច្នេះដំណើរដែលអ្នកត្រឹកទៅកាន់បរលោកបើអ្នកអត់មានស្មារតីគឺកសោះទេអ្នកសង្ឃឹមអីចាប់ភ័យមកគាត់ភ័យតែអញ្ចឹងគាត់ថាសូមលោកចាស់ជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំតណាទេក៏ពឹងអាត្មាអាត្មាមិនទៅជាមួយឯងទេមកពឹងអាត្មាមិនកើតចុះតើតណាពឹងអីអ្នកត្រូវពឹងខ្លួនឯងពឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកត្រូវមានសេចក្តីល្អស្អីទៅសេចក្តីល្អអ្នករសាសិនទៅឃើញទេអញ្ចឹងសូមលោកចេះឲ្យសិលមកខ្ញុំតណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកផ្ដើមអ្នកមោទៅពុទ្ធានសរណានិឆាវិទៅចប់តែក្រៃសារៈគុំក៏រឹងណាស់ទៅបាទឲ្យសិលមិនតបាក់ចប់ផងប៉ុន្តែចិត្តក៏កំពុងតែជ្រះខ្លាំងស្លាប់ទៅព្រឹកកើតទេវតាចត់តាចាកំហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារចិត្តស្លាប់នេះអាចហៅថាអចិន្តកម្មឬក៏អសន្តកម្មកម្មដែលវាទីនឹងស្លាប់ចិត្តបានបងមកប្រមាណចេះហ្នឹងណាកុសលដូចជាកុសលអកុសលដូចជាកុខ្មៅហើយនៅក្នុងក្រោលជាមួយគ្នាបើកុសលច្រើនជាងកុសលមានឱកាសចេញពេលបាត់ត្រង់ណាបាត់ព្រាវាមានឱកាសច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែកុសលច្រើនក៏ដោយគោខ្មៅតិចក៏ដោយប៉ុន្តែគោខ្មៅវានៅពីជាមួយទ្វារនឹងត្មងបាទទឹកចេញមកដូចអ្នកណាបនច្រើនច្រើនច្រើនយ៉ាងដល់ពេលចិត្តស្ងប់ក្រៅកាហើយទៅរកប្រកបននៅសិនបនទុកក្រោយដូចគាត់នឹងបានមកសុខលូកដូចគោខ្មៅវាសន្ធឹកនៅក្នុងក្រោលបាត់ហ្នឹងដល់ពេលបាត់ទ្វារឲ្យចេញមួយស្រាប់តែគោសរហ្នឹងវានៅឯនឹងអាទ្វារហ្នឹងជីប្រិចបាត់មកវិញអាខ្មៅនៅសិនអសរជីសិនដូចបន្សល់មកបាត់យូរអត្តភាពដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះមកពីអីបានដឹងគុណលោកពេលរាត្រីចុះមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់លោកងាកមើលឃើញពលឺចាំចៃអញ្ចឹងទៅអ្នកជាអ្វីខ្ញុំកណាជាកូនសិស្សរបស់លោកម្ចាស់ហ៊ីកូនសិស្សពីកាសិស្សយើងមានតែមនុស្សអត់មានតែមនុស្សទេទេលោកម្ចាស់ចាំទេម្សិលមិញលោកម្ចាស់ទៅឲ្យសិលបរោះចាស់ម្នាក់ថាដឹងចាំតើនឹងហើយគឺខ្ញុំកណ្ដាលមកថ្វាយបង្គំអរគុណបន្តតន្តិចលោកចាស់តបរឿងអីតោះតែលោកចាស់ឲ្យសិលកណ្ដាលអត់ចប់បើសិនគេឲ្យចប់កណ្ដាលទៅនៅមួយបើអិនបានអីបានលោកថាអើបើឯងរឹងដាទៅវាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងរឿងនេះឧទាហរណ៍បែរអត់វាអត់មានជាក្រៃអីទេយល់ទេដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកស្ងាត់ទៅមូលចាំបានចិត្តស្ងាត់ខ្លួនយករូបបាត់ខ្លួនអីឲ្យមើលដើម្បីឲ្យនឹកឃើញបុណ្យកុសលប៉ុន្តែឃើញសម្រាប់តែអ្នកធ្វើបុណ្យផងណាជួនកាលអ្នកមិនដែលធ្វើបុណ្យឃើញតែអញ្ចឹងភ័យមកមែនទេមែនចឹងរឿងពរនាមនៅលើចិត្តយើងដដែលដូចជាវិខខស្លាញ់ប្រពន្ធគេខ្មែរនិយាយបញ្ចប់បន្តិចស្លាញ់ប្រពន្ធគេហើយប្តីនឹងឈឺដល់តែប្តីនឹងឈឺក៏មានគំនិតថា
ធ្វើម៉េចបដៃឆាំងមកមិនអាចញ៉ៃប្រពន្ធទេនឹងវិខសម័យព្រះណាខូចអត់ខូចអត់ប៉ុន្តែធ្វើដូចសាប់រស់ជាងរៀបរាប់ថាម៉េចបាសអ្នកបានធ្វើបំច្រើនហើយទោះបីជាអ្នកអស់ជីវិតទៅនឹងណាក៏មិនទៅការក្នុងទីដថោកទៀតដែរអ្នកសប្បាយចិត្តចោះជាមួយបងរបស់អ្នកអេនោះយល់អូចាំមែនតាំងពីនឹងមកព្យាយាមបង្អត់អាហារខ្លួនឯងមកធ្វើម៉េចឆាប់ស្នាប់ទៅមកហ្នឹងអាហារអីដែលតមឈប់តមឈប់អីក៏ស្នាប់ទៅប៉ុន្តែយើងស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកដូចថាបរិសុទ្ធណានិយាយមិនមែននិយាយឲ្យគេស្នាប់ទេនិយាយថាបងរបស់អ្នកធ្វើមកនឹងមិនតិចទេទោះបីជាអ្នកអស់ជីវិតទៅក៏មិនទៅកាន់ថោកទៀតដែរប៉ុន្តែគំនិតខូចគំនិតហ្នឹងចង់ឲ្យគេងាប់ដល់តែគេស្នាប់លោកសំសែងទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គថាអ្នកឯងសម្លាប់មនុស្សហើយឈ្មោះថាបរាជិកហើយមានវិខមួយទៀតនិយាយដូចគ្នាចឹងដែរតែចិត្តលោកល្អចិត្តលោកល្អប៉ុន្តែមិនមែនមិនមែនបំណងឲ្យគេស្នាប់ទេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមកុំឲ្យភ័យយល់ទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអោដូចជាពេលអឺបរិជាតែកសាងសវណ្ណមេរកចេតីនោះនៅស្រីលង្កានោះលោកអាពាកចិត្តចូលទីមង្គតបឈួនចិត្តចូលទីមង្គតងាកមកសួរព្រះរហន្តលោកសួរថាតើឋានទាំងអស់ឋានណាដែលគាត់សំគួរជាងគេបានព្រះរហន្តលោករហន្តលោកប្រាប់ថាឋានដុសិតគឺជាទីគង់នៅនៃព្រះប្រពន្ធសាស្ត្រទាំងឡាយចឹងគណៈប្រាប់កន្លែងទៅមិនមែនលោកចង់ឲ្យទៅតែឆ្លើយប្រាប់លោកក៏បងអោចិត្តសុគតទៅទៅកាត់ដុសិតមែនប៉ុន្តែទៅចិត្តលោកលោកប្រាប់ទៅអីអត់មានចង់សម្រាប់ទេយល់ទេអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅពាក្យសម្ដីមើលទៅកាយវិការខាងក្រៅយើងមិនអាចដឹងទេគឺត្រូវសួរដល់ទៅចិត្តយល់ទេយល់ទេនឹងអើដូចជាពេលនំតយៈបាសក់ពេលគាត់ឈឺអីហ្នឹងកូនកូនមិនមុនប្រសំទៅសោតធោះដែរឃើញទេហ្នឹងហើយនៅពេលសោតសោតហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ឈប់ឈប់ឈប់លោកយកច្រឡំថាខត់លោកឲ្យឈប់លោកក៏ប្រវត្តិវិញទៅឆ្លាក់ស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយឆ្លាក់ស្ដាប់ហើយដល់គាត់ដឹងខ្លួនមកវិញមកកូនរលោកអត់ឃើញសួរកូនចេះលោកតំណែងអស់ទេលោកលឺពុកឯងលោកពុកថែឲ្យឈប់លោកស្មានតែឈប់សោតឲ្យឈប់សោតលោកទៅវត្តតែទេពុកឈប់នឹងខាត់ទេវតាទេវតាមកយកទៅខ្ញុំស្ដាប់គូជាប់សិនហ្នឹងហើយតែចឹងមានណាមើលឃើញទេវតាមើលឃើញតែគាត់ដើម្បីដោះសេចក្តីសង្ស័យគាត់ក៏អធិដ្ឋានឲ្យកម្រងការគាត់បោះឲ្យទៅជាប់ចន្ទលទេសរបស់ទៅរត់ចាប់អស់ទេវតានឹងនៅនាំនៅលើអាកាសហ្នឹងទៅបានអ្នកស្រុកហ្នឹងគូអឈូឆោហើយគេអាឡៃទៅមើលអានេះកាហ្នឹងគាត់ក៏បិទភ្នែកទៅវិញចុះតែទៅទៅមួយទេវតាហ្នឹងទៅយល់ទេយល់ទៅមើលចិត្តស្អីក៏ឲ្យមើលចិត្តមុនគឺបានមើលតែក្នុងចិត្តដឹងហើយអញ្ចឹងណាមានអីទៀតទេអស់ហើយណាចាណាខ្ញុំតាណាខ្ញុំតាខាងគ្រូគុំទៅចាប់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំនួសខ្ញុំប្រហែលជាមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍លោកយាយតាបងនួនច្រើនបន្សួរតែ3 4បានណាទី1គឺអត់បាទទី1គឺមានបន្សក់បងប្អូនតែមានបុណ្យសពពេលបុណ្យសពតែនយោបាយសន្លោះបដាក់សែនចុកជើងសពនោះតើគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើហើយធ្វើទៅបានប្រយោជន៍អ្វីតើហើយបើបានវាបំបានសូមគុណម្ចាស់មេត្តាជួយបើយ៉ាងតាមនៅព្រឹត្តតាមនៅខាងអង្គគ្រូហើយទី2ពេលបុណ្យខ្លះខ្លះអ្នកខ្លះមិនក៏មិនខ្វាយទៅខាងដែរទៅខាងព្រះផងហើយតើផ្្វាយឬមិនផ្្វាយតើមានខុសតោះឬទេណានេះទី2ហើយទី3ពេលប្រសងឆានរួចមានពាក្យថាឲ្យសុំខ្សែសាំងបើមិនបាច់សុំតើបានទេតើល្អឬក៏ខុសឬក៏ត្រូវសូមគុណម្ចាស់មេត្តាអង្គគ្រូ
ហើយទី4បាទអូធ្វើថាណាប៉ុន្តែធ្វើតែ4ចាស់បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះមានគណៈបកលោកសំរិនស៊ីគណៈតាអឺស្ដេចហ៊ុនសែនហើយយើងអ្នកកាន់បោសតសាសិលទៅហើយបាតកម្មនោះតើខុសឬក៏ត្រូវគួរធ្វើឬក៏មិនគួរធ្វើបើអ្នកមានសិលគុណចិត្តសូមមេត្តាគុណចិត្តមេត្តាអភ័យទោសនឹងណាសូមចាប់បញ្ចាណាសូមអរគុណនឹងមានឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយយើងយកបាយសម្លទៅសែនចំជើងចឹងណាបើនិយាយពីគួរតមងវាមិនគួរទេមានរឿងជាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍រឿងមាននុកម្នាក់ហ្នឹងក៏ពុកកំណាញ់ដល់ពេលឪពុកនឹងមិនបានធ្វើបន់ធ្វើកសលអីទេប៉ុន្តែកូននឹងជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តនឹងក៏ល្អនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងក៏បានទៅបដិសន្ធិជាទេវតានៅចន្ទាវតីឪពុកនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយកបាយយកសម្លនឹងយកទៅសែនយកទៅសែនហើយក៏ចិត្តទៅហៅកូនតូចូលនៅទីណាពុកយកនំយកចំណីដែលកូនចូលចាប់មកហើយកូនញ៉ាំចុះអញ្ចឹងណាកូននោះដែលបដិសន្ធិជាទេវតាហើយនឹងប្រមាណមើលរមិលមើលនៅសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដឹងថាខ្លួនមកពីណាពីណាអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញឪពុកនឹងកំពុងតែធ្វើខុសនិមិត្តធ្វើជាសាកសពគោមកហើយយកស្មៅទៅបញ្ចុះគោដល់តែគោវាមិនព្រមស៊ីក៏យំគោឲ្យគោឯងស៊ីស្មៅទៅគោឲ្យគោឯគាត់នឹងកំពុងតែយំគោឲ្យគោគោមកនឹងញ៉ាំបាយទឹកទៅតែគោនឹងដកអត់ហើយដល់តែគាត់ឃើញគោក្មេងនឹងយំដែរគាត់ឈប់យំខ្លួនឯងគាត់ទៅមើលគាត់ស្ដីឲ្យអូនទៅយំទៅឯងខ្ញុំយំព្រោះតែគោខ្ញុំអត់ស៊ីស្មៅចឹងតែយើងក៏ថាឈួតគោមកណាតែជាស៊ីស្មៅឈួតគោមកណាជាស៊ីស្មៅឃើញណាតែអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងក៏ថាឲ្យវិញចឹងតែយំទៅអីដែរមិនហើយយើងយំព្រោះកូនតូចតែស្នាប់ហើយជឿតែឯងដាក់ស្អីហ្នឹងយើងយកបាយទឹកនំចំណីឲ្យកូនយើងធ្លាប់ចូលចិត្តមកឲ្យមកសែនកូនយើងអីណាកូនដល់អស់ហើយអឺជាមួយយើងអាចឈួតជាងណាពីណាឈួតជាងខ្ញុំយំគោដែលវាមិនព្រមស៊ីពួកគោខ្ញុំវានៅទៅមូលគេនៅមានមាត់វាស៊ីអត់កើតចុះកូនតែឯងដល់អស់ហើយបានស្អីស្អីទៀតនៅសត្វទៅមូលក៏ស៊ីអត់កើតអានេះគឺឯងឈួតជាងវាមែនណាបាននិមិត្តទៅជាទេវតាវិញថាខ្ញុំនឹងឯងជាកូនរបស់លោកឈប់ឆោតទៀតទៅខ្ញុំមិនមែនទៅជាមួយឈួតនឹងទេយល់ខ្ញុំទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនពេលដែលខ្ញុំលេចាកលោកនេះហើយបើលោកចង់ដឹងច្បាស់ចង់ទៅទឹកបន់ដល់ខ្ញុំឈប់ធ្វើព្រះប្រាសនឹងទៀតទៅសូមលោកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅនឹងដឹងរឿងក៏ទៅដល់ហើយសួរក៏ជឿជាខាងយកអីទៅទៅដល់ក៏ព្រោះថាបើពិតប្រកបដល់ដល់ចម្រើនតើក្នុងលោកនេះមានមនុស្សខ្លះអត់ដែលធ្វើបុណ្យអីផងក្រំតែញ៉ាំចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាជាពូកព្រះអង្គមុនដែលស្លាប់ទៅទៅកាត់ខាងសួរមានដែរបានព្រះអង្គថាជួយឯងសឹងនេះខ្លួនឯងដល់ហើយតើឃើញទេអូព្រះអង្គជ្រាបអ្នកចាំបានប្រាថ្នាបើចង់ទៅទឹករបស់នៅខ្ញុំចូលធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ទាំងឡាយជាបុណ្យកុសលហើយទៅទឹកឲ្យខ្ញុំចប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្រៃល្អរីករាយចំពោះអំពើល្អនោះអញ្ចឹងបានតេកណានុបទានត្រូវឲ្យចំពោះអ្នកមានសិលគឺជាទូអង្គនៃមនុស្សល្អហ្នឹងចឹងជាឥឡូវម៉ែឲ្យយើងគាត់
ស្លាប់ថាឈឺក្តេកដេកចិត្តស្លាប់ហូបកាលចឹងមកមុនស្លាប់គិតណាដោយការស្មានមើលខ្ញុំប្រោះស្មានចឹងពេលដែលគាត់ឈឺមែនតែនទៅហូបអីឡើងកាលនោះនឹងមានជីវិតផងចុះមកដាក់ខ្យល់ផឹកទៅហូបស្អីកាលមែនទេមែនមែនទេនឹងបើយើងខកគឺខកទាំងស្រុងទេមកក៏ប៉ុន្តែបើគិតឲ្យបានប្រយោជន៍ខ្លះក៏បានដែរតែវាតិចតួចព្រោះមនុស្សចូលដល់ប្រយោជន៍នឹងវាអត់បានប្រសិនបើយើងដាក់ជាតំណាងទឹកចិត្តយើងជាការផ្សាយបង្គំនិងរលឹកគុណគាត់យើងដឹងឲ្យដឹងច្បាស់ថាគ្មានបានដល់គាត់ទេឲ្យដឹងច្បាស់ចឹងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាតំណាងទឹកចិត្តបណ្ដាក់ទៅទេមកផ្សាយបង្គំក៏ដូចរលឹកឯងមិនឃើញអានេះក៏ទៅគុំបានប្រយោជន៍ខ្លះតែបើមានជំនឿថាសែនទៅដឹងដល់គាត់នឹងវិឆាទៅថែបណ្ដោយទៅព្រះពុទ្ធសាសនាកំពុងតែចុះខ្សោយនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវសាសនាដតីវ័យប្រហារយើងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពូទេវតាជាសាសនាយេស៊ូវគឺអត់មានជឿឯព្រះប្រាក់ទេគឺជឿតែព្រះទីមួយគត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកំពុងតែគេដូរសាសនាទៅសាសនាដទៃព្រោះគេមើលមកខ្មែរយើងថាប្រទេសប្រដាច់ច្រើនណាស់ជឿនេះផងជឿនោះផងច្បិចនេះព្រោះទឹកដាំនេះមិនឃើញទេអ្នកតាក៏បន់ខ្មោចក៏បន់នឹកស្អីខ្លះព្រោះអីនៅច្បាស់មិនឃើញចូលឆ្នាំខ្មែរទៅពាក្យទេវតាទៅមិនដឹងថាស្អីជាកូនដៅពិតប្រាកដឃើញណាទៅសួរមកខ្មែរខ្មែរឥឡូវគេចូលយេស៊ូវឆ្លាតទៅសួរមកពុំរឿងណាស់ដែររឿងតែឃើញថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្មានច្បាស់ឡោះទេដឹងគ្រប់នេះច្បាស់ឡោះទេព្រោះអីច្បាស់ឡោះមិនឃើញទេស្អីក៏ជឿដែរខ្មោចចូលក៏ជឿដែរអ្នកតាក៏ជឿដែរផ្សែងព្រេងក៏ជឿដែរព្រីក៏តោងភឿក៏បន់ដែរទោះស្អីពិតប្រាកដឃើញក៏អត់ច្បាស់ដែរដល់តែអត់ច្បាស់អញ្ចឹងគឺថាយ៉ាប់ពិសោធន៍អ្នកកាន់សាសនាដូចគេសោតនាំនៅព័ន្ធទេវតានេះទេវតានោះព្រៃនេះព្រៃនោះទៅព្រះកថាពេញនឹងចិនបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចសាសនាតថាគតរុងរឿងក៏ដោយសារបរិសាសទុនជ្រាយវិញ្ញាណសាបសូនក៏ដោយសារតែកូនចៅនេះឯងឥឡូវអ្នកកាន់សាសនាដតេក៏ដោយអ្នកវិជាសាស្ត្រក៏ដោយទេឲ្យឈ្មោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរគឺបានតែសម្បកទេចិនបានសម្បកដោយសារអីដោយសារគាត់រៀនពីអវ័តរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើតាមគ្នាបន្តម្ដងនិយាយពីខ្សែព្រេងដល់ស្អីទៅក្រុងព្រលីនោះផងទៅថាគ្រប់រឿងទៅមកដល់ស្អីខ្លះតែបើនិយាយឲ្យសុក្រិតតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយេស៊ូវក៏ដោយស្អីក៏ដោយក៏នៅតែជឿរបស់ក្រៅខ្លួនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនដល់សុក្រិតមែនទេជឿខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តនោនេថាទីបំផុតសូម្បីព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមកយើងពិតបងយើងប៉ិនកូនចៅមិនបាច់កូនចៅនិយាយពីសពមួយសពចេះគ្រប់សពមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយប៉ិនចុះចាស់សពខ្មែរគ្រប់ចាស់ដល់ពេលការកូនកើតតែពេញពលាវដល់ស្អីត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែមកពីគេមិនប្រោកចែកប្រពៃណីនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ដាច់ពីគ្នាថាខ្មែរបន់នេះបន់នោះបន់នេះបន់នោះមិនពុទ្ធបរិញ្ញចឹងទេថាអានឹងទំនៀមខ្មែរប្រពៃណីមិនមែនសាសនាពុទ្ធទេអត់ហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងជាប្រពៃណីទេណាជំនឿប្រពៃណីទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាអ្នកបដិវត្តផ្នែកកម្មពុទ្ធទេចំណោមអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបុគ្គលដែលបដិវត្តផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណផ្នែកបញ្ញាញាណឧទាហរណ៍ថាលើឧទាហរណ៍មួយដូចរឿងមិនចឹងដែរលើមកសំដែងចឹងថា logic អត់ហ៎ត្រឹមត្រូវអត់ឃើញទេនាំទៅបូជាខ្មោចវិឆ័យអស់លីងហើយហើយលើឧទាហរណ៍ផ្ដឹងដាក់ទៅឲ្យគោមួយដែលងាប់នៅជិតហ្នឹងវាស៊ីអត់កើតទេបើអត់ថាស៊ីអត់កើតទេគឺឡាឃើញទេរឿងដែលឧទាហរណ៍មកលំមតែយើងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វល់ទៅមកទុំមកទុំខាងមកមើលដូចថាថាទេមែនទេ
vì coi nhẹ tệ tung tốt tung mà mất rừng chứ rừng bỏ dừng đấy còn là ca phật chẳng nào vì nó tình trận môi tiền nhung xua thả chốc ca phai đồng bài trẻ cua thơ được ở cua thơ được ở đây phát hành nơi lưu dân vô thả mệnh và sân bởi dân thơ tên mình vô cái chào kia đây vô xong được cái chào này đôi khi nên nâng chương chiếc mà nè được gọt xua thả mạng thả các anh phục quốc khá hoặc ôi chư lưu ở vầy cả đào khuôn ôi chư lưu ở vơ cam rò bó ôi chư lưu bảnh nhà rò bó luôn hay đấy bán kia quốc bó là sân nơi thì thoai đúng cùng bởi dân cứ ở không thì bạch bố chứ thành thoai cùng một khỏi thoai cùng cùng không mà từ thoai cùng cùng xong xong rồi đây xong rồi đây mà trớ thế mà trớ thế đồng thơ mô đang ở xong rồi đây nơi có nông ca không vừa nhận bay sạch cả hỏi tì mùi anh nhìn nè mình đang quân thì ở vậy vật tì tì mít chai nhìn nè đang khóc đang thật bọn ở cha đấy tết đang ta bật phai cùng thức bọn ở sọc khóc cả vật tì bay sang sẽ dàng xong say thật bọn tầng viên mềm ọt hò nếu không chúng nó có viên tử mùi thì cứ xa má nhìn nè xa má nhìn 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 bị cha nạc tạm kiệm sâu đấy ý thức phải sau khi về là hàng trở lại miền phía ông lúc ông trung chỉ phải đạt hơn trung bò thì sập vị trí chân nặng sang phần nào bò thì bò đôi vị trí đông chân là này lô của vị tù ông trung chỉ điểm nơi trái lô cho nên anh nói trào và xa lưng mà nói chẳng lại đôi sau sầm mặt tiếp bánh nhà hay của ông chia bò để sập tiền mà xa là thế của ông tu miên nơi sắp đầy miên ở phạm lý sản dù là tận năng chưa bắt nâng xa mai như nè sanh tha tê vệ mà đốt xa nắng phở ông chỉ sát sát nây tê và đa nâng mà đốt đếm là sẽ có sát sát chứ cừu chứ cừu mình đi thật bằng riêng bằng riêng sẽ bằng riêng nữ và thô thằng lái sẽ đạp bọc luôn cái vị chật nhưng chân nẹ đây một hoài bóng cung để trầm trớ cứ nẹ đây sẽ đạp thô dốn vô một rõ tuyệt bạc nông chỉ vứt ban sự đây sọc vứt trầm bớt hoài bóng cung phở ông cứ nơi khóng cả bằng cun ta mà nô má đại ngạch đâm quân của ông bán cứ mà nốt đại bán sẽ đắp thua vô thô một ra tiền bạc hay bán xịt lấy sóc tự đâm bò quân của ông khác ta mà sân chỉ ở trên thua của ông thế nâng cho dạy đó đâm quân của ông quân thế hết ông này chui dạy họ nhớ đôi dân đâm quân là nè mà nét với tôi tự quân tin là nát mình chăng mẹ nét đôi nhẹ đại đâm quân của ông chứ nét cứ tôi sẽ bán từ tôi không là mò đọc đọc vô một trà tràn chất bán nãy người miền bấy cứ phải để giải phép sắc xa liên xô sẽ đạp vào vô lần hay vô tôi phải để mà tại bạn thấy yêu nâng bán được phải để biết cứ chỉ ca sửa rạch bán được phong thì ca phải để bạn đó thì được bán từ chuyện chắc là đang là thấu ô quân của ông mạch tế xâm tình hạ xung vây dân lực của ông bóng hoa bị phục lông nên tôi bố chia của ông phong mình mà quân của ông đây ơi anh chưa sẵn mua mà bơi để em mua mấy chậm chạy các bên sân bay của ông này có cung cấp thôi không dân này cả đó đâu của ông sân bay ba tháng nhẹ luôn đó cứ chỉ bán đó của ông liền bằng cho vài khu cái đồ này cơ đấy mấy bạn được nhé thằng một bị đắng hay đắng một bị đắng thằng một bị của ông cáo nè đòi được tôi ban ca ca pi của ông chắc là tân quân của ông cao thì dân đơn quân của ông hàng ngày đơn bên á cần sai tức kiên cho họ lên tôi cũng muốn gì đơn quân của ông luôn hay nó gặp mình cho nó chê của ông ấy đúng không nghe mà nghe mà nè nó vô không tận được quay của ông đâu về qua và bị mùi cơ sang mới như ra thì mà nó khoảng ba em bị mà cứ là nước khi mẹ hết giống trên vô không tận một kỳ của ông đó. Khai quân cả nhà quân khai ơi cả nhà dân cô cả nhà cứ phiền cờ để cho cả nhà khai hoàn cảnh của ông môi để lấy nhiều mặt khai lên còn mà cái sợi mỏng thì có mặt má thì chưa luôn thì chưa luôn cái hình cao chân đây là tay tại côn sơn tham ăn mỗi cái một nơi ở đây thật mát mát là cái cửa lê mát được cả ấy chụp cho nó một tính
ក៏សួរទៅរាន់ទៅឡានថាក៏គូគេទៅម៉ាក់ឲ្យទៅស្រោចទឹក7វត្តជីវជនហោះអស់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅស្រោចទឹកនៅស្មៃអស់7វត្តអញ្ចឹងទៅគេទៅមិនខាងហើយទៅមកពលណាទេអញ្ចឹងណងៃទូមកយ៉ាស់កោទៀតទៅមិនកោផងយល់ឡាតែអញ្ចឹងរឿងថ្មីព្រះអង្គនេះស្រេចទៅលើយើងទៀតធ្វើឲ្យខុសក៏បានធ្វើឲ្យត្រូវក៏បានតែអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងតែធ្វើឲ្យត្រូវត្រូវដឹងថាកាន់ពីការថ្វាយបង្គំកាន់ពីការដាក់ការកាន់ពីការដាក់ទឹកដាក់ចង្ហាន់នេះទៅដល់ពុទ្ធអត់ត្រូវការទេទីក